Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi YouTube tạp chí Viettimes. Sau trận gặp gỡ với đội tuyển Mỹ trên sân Eden Park vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, đội tuyển Việt Nam hiện nay đang phải chịu sức ép rất lớn để giành điểm trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy, mới có hy vọng giành được tấm vé vào vòng tiếp theo. Huấn luyện viên, cựu tuyển thủ nữ quốc gia, Van Thị Thành, đã có những chia sẻ trước thêm trận đấu. Và lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai của bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023. Chúng ta sẽ gặp Bồ Đào Nha, đội hạng 21 FIFA ở lượt đấu đầu tiên, trong khi tuyển Việt Nam thua đường kim vô địch Mỹ 0-3 thì Bồ Đào Nha thua đáng tiếc 0-1 trước đường kim Á quân Hà Lan. Theo chia sẻ của huấn luyện viên cựu tuyển thủ nữ quốc gia Văn Thị Thanh, nhận định về đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam, Thanh có xem trận Bồ Đào Nha với Hà Lan để tìm hiểu Bồ Đào Nha. Để vào chung kết World Cup nữ 2023, Bồ Đào Nha đã phải tranh vé vớt, nhưng đấy là vé vớt ở khu vực có trình độ bóng đá nữ rất cao. Bồ Đào Nha khi đá giao hữu đã thắng nữ New Zealand 5-0, trong khi tuyển Việt Nam của chúng ta đã gặp New Zealand lại thua 0-2. Dù bóng đá không phải luôn có tính bắc cầu, nhưng hai kết quả trái ngược trên cũng nói được nhiều vấn đề. Bồ Đào Nha đến từ nền bóng đá châu Âu, vốn phát triển rất cao nên không thể coi thường được. Họ thua đường kim Á quân World Cup Hà Lan cũng chỉ một bàn thôi. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa trận đấu với tuyển Mỹ và tuyển Bồ Đào Nha để tuyển nữ Việt Nam cần chú ý, của bóng vàng nữ Việt Nam năm 2003 tiếp, khi ta đá với tuyển nữ Mỹ, đối phương không áp sát nhiều nên ta phần nào dễ chơi hơn, nhưng Bồ Đào Nha thì áp sát rất mạnh mẽ ở tầm cao, khi đó chúng ta sẽ rất khó đá, rất khó kiểm soát thế trận. Bồ Đào Nha chơi tấn công thì có lúc nhanh, lúc chậm nên cũng khó đề phòng, còn Mỹ khi đá với chúng ta, nhịp độ của họ dồn dập nhưng khá đều, không quyết liệt như Bồ Đào Nha, thiếu tính bất ngờ. Tất nhiên, đấy có thể là do trận đấu đầu tiên nên Mỹ chưa phát huy được 100% sức mạnh. Bây giờ chúng ta gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai thì Bồ Đào Nha, họ cũng sẽ quen nhịp thi đấu hơn rồi. Họ gây khó khăn nhiều hơn cho ta là dễ hiểu. Về tính chất trận đấu thì Bồ Đào Nha, họ cũng buộc phải thắng ta để nuôi tham vọng đi tiếp. Chứ tuyển Bồ Đào Nha cũng rất mạnh. Hối luyện viên Phan Thị Thanh cho rằng tuyển nữ Việt Nam cần đẩy cao tấn công khi có cơ hội thay vì chỉ phòng ngự như trước tuyển Mỹ. Về cách tiếp cận trận đấu thì khi gặp những đối thủ vượt trội, chúng ta cũng chỉ có thể đá chậm, thăm dò đối thủ rồi tính tiếp. Chúng ta đương nhiên không thể chơi thoáng, không thể pressing với họ được vì sẽ thua rất nhiều bàn. Tôi nghĩ ở trận đấu gặp Bồ Đào Nha, áp lực sẽ lớn hơn với tuyển Việt Nam khi Philippines vừa thắng New Zealand 1-0 và chúng ta rất cần có bàn thắng, không thể rời giải trắng tay được. Dù có thua 5 bàn mà ghi được một bàn thì cũng rất giá trị chúng ta cần có nền tảng tương lai, chơi bóng đúng nghĩa, chơi cống hiến. Như thế thì chúng ta vẫn cần phải đẩy lên tấn công khi có cơ hội, dù rủi ro sẽ thua đậm hơn khi gặp Mỹ. Trận gặp Bồ Đào Nha, chúng ta nên có bàn thắng dù có thua đậm. Chúng ta chấp nhận tham gia giải đấu lần đầu để học hỏi nên cũng cần phải tính mọi phương án. Quan sát để tìm hiểu Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Văn Thị Thành cũng chỉ ra một điểm sơ hở hiếm hoi của đội bóng này mà tuyển nữ Việt Nam có thể tìm cách khai thác. Theo tôi quan sát thì Bồ Đào Nha chỉ có một vấn đề để ta khai thác ghi bàn, đấy là khoảng cách giữa các tiền vệ với trung vệ của họ lúc tấn công hơi xa. Thậm chí khi họ tấn công, ngay cả các trung vệ của họ cũng dâng lên cao, để lại khoảng trống phía sau. Nếu chúng ta khai thác được điểm đó thì sẽ tốt. Còn lại thì Bồ Đào Nha chẳng có điểm yếu gì so với Việt Nam. Hai cánh của họ khá mạnh, thanh nhã bích thùy của chúng ta cũng tốt nhưng để so với Bồ Đào Nha thì chưa là gì cả. Huấn luyện viên Phan Thị Thanh dự đoán về tỷ số trận đấu, tôi nghĩ tỷ số của trận đấu này sẽ là 5-1. Để có một bàn thắng, chúng ta sẽ có rủi ro bị thua nhiều hơn. Theo thông tin mới nhất được cập nhật vào sáng ngày 26 tháng 7, sau 2 giờ di chuyển bằng xe buýt, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Hamilton, New Zealand, sẵn sàng cho trận gặp gỡ với đội tuyển Bồ Đào Nha. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung được bố trí lưu trú tại khách sạn Detention Hamilton, cách sân vận động Waikato, nơi tổ chức trận Việt Nam Bồ Đào Nha 10 phút di chuyển. Sau khi dùng bữa trưa và tranh thủ nghỉ ngơi, đội có buổi tập vào lúc 16 giờ cùng ngày trên sân vận động Porridge. Đây là buổi tập chiến thuật cuối cùng trước khi đấu Bồ Đào Nha để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu ban tổ chức giải không bố trí tập chính thức trên sân thi đấu thay vào đó một sân vận động khác với các điều kiện mặt sân tương tự được sử dụng để phục vụ các buổi tập chính thức sau khi kết thúc buổi tập trên sân Paris, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung được bố trí đi bộ làm quen sân thi đấu Waikato vào lúc 18 giờ 15 phút theo giờ địa phương, tức 13 giờ 15 phút theo giờ Hà Nội. Đây là khung giờ gần với thời gian thi đấu, nhờ vậy các cầu thủ sẽ có thể làm quen với thời tiết, điều kiện thi đấu. Bồ Đào Nha hiện xếp thứ 21 trên thế giới, hơn Việt Nam 11 bậc cả hai đều thất bại trong trận gia quân trước các đối thủ mạnh. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 27 tháng 7 là cơ hội để cả hai tân binh này giành điểm số trong lần đầu tiên dự World Cup. Trước trận gặp gỡ với đội tuyển Việt Nam tại sân Waikato, huấn luyện viên của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ với truyền thông và báo chí về trận đấu diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Lượt trận thứ hai của bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ có màn chạm trán vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7. Trước trận đấu, huấn luyện viên Francisco Neto của Bồ Đào Nha phát biểu, trên tất cả những gì chúng tôi cần là một bồ đào nha kiểm soát bóng, áp đặt vào 1 phần 3 cuối sân, có khả năng tấn công năng động và cho phép nhiều người tiếp cận khu vực với rất nhiều cú sút đối với chúng tôi mọi trận đấu tại world cup đều có ý nghĩa tuyển nữ việt nam chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công và tạo ra nguy hiểm trước bồ đào nha họ là một đội có sự tổ chức tốt và dũng cảm ở trận đấu gia quân cả việt nam và bồ đào nha đều lần lượt thất bại trước đương kim vô địch mỹ và á quân hà lan Bước vào vòng đầu thứ hai, cả hai sẽ hướng đến chiến thắng hoặc ít nhất chia nhau một điểm lịch sử. Huấn luyện viên Neto cho biết thêm, tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng các cầu thủ có tốc độ nhằm phục vụ cho lối đá phòng ngự phản công. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ để có phương án đối phó. Mục tiêu của tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn là chiến thắng trong lần chia sẻ với phóng viên nước nhà, huấn luyện viên Francisco Neto, người đã 9 năm cầm quân ở tuyển nữ Bồ Đào Nha, tự tin tuyên bố rằng ông đã lên sẵn phương án trị đội tuyển Việt Nam với ưu tiên kiểm soát bóng triệt để nhằm ghi bàn. Ông nói, trên tất cả, những gì chúng tôi cần là một Bồ Đào Nha kiểm soát bóng toàn diện, một Bồ Đào Nha cố gắng giành được quyền chủ động ở 1 phần 3 phần sân đối phương. Một Bồ Đào Nha có lối chơi tấn công năng động, cho phép nhiều cầu thủ tiếp cận vòng cấm của họ để tung ra nhiều cú sút chúng tôi sẽ cố gắng tấn công một cách đa dạng nhất có thể chúng tôi sẽ cố gắng giành bóng tạo khoảng trống để các cầu thủ tìm kiếm vị trí dứt điểm đây sẽ là công thức nhưng francesco neto cho biết ông nhận thức được rằng trận gặp việt nam sẽ rất phức tạp đơn giản bởi đối thủ của ông đã quá quen với việc bài binh bố trận để ngăn chặn những đường tấn công của đối phương ông chia sẻ thêm cả với mỹ đặc biệt là với đức và new zealand tuyển việt nam đã tạo ra những tình huống rất nguy hiểm nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái cực tốt đó là sức mạnh to lớn của việt nam là vũ khí tấn công lớn của họ họ luôn chơi với một cầu thủ nữ ở trung tâm hàng phòng ngự thường được gọi là libero cách sắp xếp này luôn rất hiệu quả vì nó bịt kín những khoảng trống và họ cũng rất dồi dào thể lực sẵn sàng lấp khoảng trống hiệu quả nhất có thể chúng tôi luôn phải cân bằng và tôn trọng đối thủ nhiều nhất có thể bởi đây là một trận đấu ở world cup và bất cứ ai có mặt ở đây đều phải có trình độ chúng ta phải hết sức cẩn trọng tránh để mất bóng khi việt nam thu hồi không biết điều gì sẽ xảy ra dù vậy, nhà cầm quân vẫn tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Huấn luyện viên Francesco Neto cũng cho biết, còn 6 điểm để giành lấy và chúng tôi phải tận dụng tối đa từng cơ hội của mình để có thể làm được điều mình mơ ước, đó là tiến tới giai đoạn tiếp theo. Nhưng hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là trận đấu với Việt Nam, và sau đó chúng tôi sẽ xem năng lực của mình thế nào trước nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Có thể thấy Bồ Đào Nha đã có những chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có quyền hy vọng vào một bàn thắng hay một chiến thắng đầy thuyết phục tại World Cup 2023 khi đối đầu với đội bóng châu Âu. Những thông tin mới nhất về trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video tiếp theo. Nếu yêu thích Viettimes, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi.